Xin chào mọi người, tôi tên là Đinh Thị Thanh Tuyết, tôi là giáo viên tiểu học. Ba từ để nói về tôi đó là trung thực, tự tin và hiếu thảo. Xin mọi người hãy cổ vũ cho tôi. Hôm nay ngày 6 tháng 7 thì tôi đã hoàn thành cái mục tiêu của mình đó là nhớ 50 con số ngẫu nhiên. Tôi xin được trình bày bài tập của mình. 56, 47, 02, 84, 69, 15, 27, 19, 66, 41, 75, 31, 37, 61, 01, 93, 58, 47, 03, 25, 87, 94, 64, 53, 95. Đó là cái phần bài tập ghi nhớ 50 con số ngẫu nhiên. Nhưng mà trong quá trình rèn luyện đấy thì để nhớ được 50 con số ngẫu nhiên thì tôi còn mất rất là nhiều thời gian. Rất mong được sự chia sẻ của các bạn. Có kinh nghiệm để nhớ cái các con số ngẫu nhiên ấy nhanh hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.